Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đi tiểu đêm nhiều lần khiến bạn ngủ không ngon giấc, cơ thể mệt mỏi và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến bạn lâm vào tình trạng này? Mời quý vị cùng tham khảo những thông tin dưới đây. Thông tin tại trang sức khỏe và đời sống. Hầu hết mọi người có thể ngủ suốt 6 đến 8 tiếng mà không cần đi tiểu. Tuy nhiên, những người bị tiểu đêm sẽ bị thức giấc một vài lần để đi tiểu. Khi bệnh nặng lên, bạn có thể dậy từ 6 đến 8 lần một đêm để đi tiểu. Các triệu chứng liên quan đến tiểu đêm bao gồm sản xuất quá mức nước tiểu, đi tiểu quá nhiều lần và cảm thấy cần đi tiểu ngay nhưng chỉ có ít nước tiểu. Tiểu đêm có thể gây ra nhiều vấn đề. Bạn sẽ không cảm thấy thoải mái khi phải đi vào nhà vệ sinh thường xuyên. Tiểu đêm cũng làm tăng tỷ lệ bị ngã và chấn thương ở người già. Người mắc bệnh tiểu đường thường gặp tình trạng tăng sản xuất nước tiểu để thanh lọc lượng đường dư thừa trong máu. Điều này sẽ góp phần gây ra hiện tượng tiểu đêm và khiến bạn đi tiểu nhiều hơn so với nhu cầu bình thường. Ngoài ra bạn cũng có thể nhận biết các bất thường về lượng đường trong máu nếu có cảm giác khát nước liên tục, kể cả khi bạn đã uống rất nhiều nước trong ngày. Mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu khi bạn nhận thấy có hiện tượng tiểu đêm kéo dài thường xuyên, kèm theo đó là triệu chứng vùng kín bỏng rát khó chịu, thì nguyên nhân có thể là do bệnh nhiễm trùng đường tiểu gây ra. Những người mắc bệnh này thường có cảm giác buồn tiểu liên tục cả ngày lẫn đêm, do đó hãy chủ động đi khám để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh hiện tại. Sử dụng đồ uống trước khi đi ngủ, rượu, bia, trà, cà phê đều là những đồ uống có chứa chất kích thích và dễ làm tăng lượng nước tiểu trong cơ thể bạn. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng những loại nước uống này vào buổi tối, nhất là sát giờ đi ngủ để không gặp phải chứng tiểu đêm. Tất nhiên sẽ không thể bỏ qua yếu tố uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, mặc dù việc uống đủ nước mỗi ngày để giúp thanh lọc cơ thể là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, bạn vẫn nên ngừng uống nước khoảng 2 tiếng trước giờ đi ngủ để hạn chế nguy cơ gặp phải tình trạng tiểu đêm. vấn đề tuổi tác. Tuổi tác là yếu tố lớn nhất gây tiểu đêm. Khi có tuổi, cơ thể giảm sản xuất hormone chống bài niệu giúp tái hấp thu nước, gây gia tăng sản xuất nước tiểu, đặc biệt là về ban đêm. Các cơ của bàng quang cũng trở nên yếu hơn theo thời gian, làm cho việc giữ nước tiểu trong bàng quang cũng khó khăn hơn. Không chỉ tuổi tác, phụ nữ thường bị đi tiểu nhiều lần do mang thai và sinh nở, làm yếu các cơ bàng quang và tiểu khung. Trong một vài trường hợp khác tiểu đêm lại là triệu chứng của bệnh lý nào đó. Bệnh lý là các vấn đề có liên quan đến tiểu đêm bao gồm suy thận mạn, phi đại tiền liệt tuyến. Nó cũng có thể là triệu chứng của rối loạn giấc ngủ như ngừng thở khi ngủ, mất ngủ, hội chứng tăng động. Các phương pháp điều trị tiểu đêm. Điều trị tiểu đêm phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ, bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ bác sĩ có thể khuyên bạn hạn chế uống nước sau một thời điểm nhất định trước khi đi ngủ. Chập mắt một lát vào buổi trưa có thể giúp bạn cảm thấy khoan khoái hơn, nâng chân lên cao trong ngày hoặc đi tất áp lực để làm tăng tuần hoàn máu trở về, có thể giúp bạn giảm số lần đi tiểu về đêm. Sử dụng thuốc, thuốc có thể làm giảm triệu chứng nhưng không thể chữa khỏi tiểu đêm. Khi bạn dừng thuốc thì các triệu chứng sẽ xuất hiện trở lại. Các thuốc kháng, cholinergic có thể làm giãn cơ trơn bàng quang, giúp làm giảm số lần đi tiểu. Nếu bạn bị tiểu dầm thì thuốc này cũng có hiệu quả. Tuy nhiên, các thuốc này có thể gây ra các tác dụng không mong muốn như khô miệng, chóng mặt, nhìn mờ. Nhiều bác sĩ khuyên cáo nên sử dụng thuốc lợi tiểu sớm hơn trong ngày sẽ giúp làm giảm lượng nước tiểu trong bàng quang của bạn vào ban đêm. Uống các thuốc chống bài niệu tổng hợp có thể làm giảm các triệu chứng tiểu đêm quý vị và các bạn thân mến cà phê và những lợi ích sức khỏe sẽ là những thông tin hữu ích trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt